Xin chân thành cảm ơn các quý vị khán giả. Chúng ta vừa được chứng kiến quốc ca Việt Nam, một không khí rất sôi động vào lúc này. Ngày hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ, trong khi đó đội khách Uzbekistan sẽ mặc trang phục màu trắng. Đây cũng chính là những trang phục mà hai đội đã mặc cách đây 6 tháng tại trận chung kết U23 châu Á. Điều khiển chính trận đấu này sẽ là trọng tài Supri, người đã bắt chính trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam gặp U23 Palestine. Mặc dù U23 Việt Nam đã chính thức vô địch tứ hùng, tuy nhiên với việc đối thủ là U23 Uzbekistan thì điều đó thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, và ngày hôm nay thực sự đã có đông những cổ động viên đã có mặt từ sân ở sân từ rất sớm. Đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời để U23 Việt Nam có thể lấy lại món nợ ở tại vòng chung kết U23 châu Á. Đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay sẽ là Nguyễn Văn Quyết. Đây là huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Rất căng thẳng, những nét mặt có thể nói là thực sự căng thẳng của vị trí lên ra người Hàn Quốc. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay. Ngày hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí sơ đồ 4-2-3-1. Chấn giữ khung thành là thủ môn Văn Hoàng. Bốn hậu vệ của chúng ta là Đình Trọng, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thành. Hai cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm là Đỗ Hùng Dũng và Lương Xuân Trường. Ba cầu thủ đá ở phía trên là Quang Hải, Văn Quyết và Công Phượng. Tiền đạo cắm ngày hôm nay là Anh Đức. Như vậy là chúng ta có thể thấy ngày hôm nay huấn luyện viên Park tung ra một đội hình rất mạnh, và ông cho cả ba cầu thủ trên 23 tuổi đá chính ở trận đấu này, đó là Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng. Có thể nói đây sẽ là những màn thử nghiệm cuối cùng của huấn luyện viên Park trước khi chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ sang Indo. Rất căng thẳng, mặc dù chỉ là một trận cuộc giải giao hữu mà thôi, tuy nhiên thì các thủ sẽ thi đấu hết mình, bởi ngay sau trận đấu thì huấn luyện viên Park sẽ chốt danh sách 20 người đi Indonesia. Cuộc cạnh tranh lúc này là rất khốc liệt rồi. Tôi tin rằng ở trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ sẽ thi đấu với 100% phong độ và sự quyết tâm của mình. Chắc chắn là Việt Nam sẽ thi đấu hết mình với rất nhiều những mục tiêu. Ngoài việc cạnh tranh vị trí còn là mục tiêu lấy lại món nợ tại vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta đã thua Uzbekistan dưới một cơn mưa tuyết tại Thường Châu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay trời rất mát mẻ và mặt cỏ đẹp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đang ủng hộ cho U23 Việt Nam. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam sẽ là những người giao bóng trước. Rất tuyệt vời. Các cổ động viên đang cổ vũ ngay từ khi bóng còn chưa lăn. Đây là tiền đạo Anh Đức, người đã ghi một bàn thắng cho đến lúc này. Bàn thắng vào lưới của U23 Palestine. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Các thủ U23 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của bạn, trong khi đó đội khách Uzbekistan sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Với cách bố trí sơ đồ 4-2-3-1 ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là sẽ muốn tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Cơ hội! Không được, rất tiếc vừa rồi. Lại không sút, một đường chuyền ra, bóng vẫn còn, đây là Văn Quyết. Anh Đức. Một quả ném biên cho U23 Việt Nam. Cao thủ áo đỏ đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Một sự quyết tâm có thể nói là vô cùng cao vào lúc này. Văn Quyết. Thể hình của cao thủ UZB có nói là rất tốt. Đây là Duy Mạnh. Ngày hôm nay ông Park không bố trí ba trung vệ,
ông đã hy sinh một suất trung vệ của cầu thủ Bùi Tiến Dũng và thay vào đó nhường vị trí cho một tiền vệ, và không ai khác người được trao cơ hội là Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng đã chơi có thể nói là rất năng nổ ở trận đấu trước. Anh là cầu thủ di chuyển nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam ở trận đấu gặp U23 Oman. Bên phía đội khách Uzbekistan ngày hôm nay, họ cho ra sân 3 cầu thủ từng có mặt tại trận chung kết U23 châu Á cách đây 6 tháng. Trong đó đáng chú ý là sự có mặt của đội trưởng Karaev Mdisov. Ở trận đấu trước, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Oman với cú đá từ ngoài vòng cấm không thể tin được của Đoàn Văn Hậu. Đó là một cú đá mang lại nhiều cảm xúc và có lẽ là rất lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến một đoàn thắng đẹp như thế. Ngày hôm nay thì Văn Hậu tiếp tục thi đấu ngay từ đầu. Theo những tiết lộ từ huấn luyện viên Park Hang-seo thì ngay khi trận đấu này kết thúc, ông sẽ ngồi lại với ban huấn luyện và rất có thể sẽ là một khoảng thời gian thâu đêm để chọn ra 20 cái tên tham dự ASEAN diễn ra trên đất Indonesia. Có thể nói là rất căng thẳng đối với ông Park. Ngay từ đầu trận thì khi ông Kim Mai quay cho thấy hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo thì những nét mặt của ông thực sự là rất căng thẳng. Huấn luyện viên Park đang phải chịu rất nhiều áp lực. Công Phượng chính là cầu thủ chơi hay nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu đầu tiên. Về cơ bản, ông Park bố trí hai cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ trung ngày hôm nay là Lưu Xuân Trường và Đỗ Hùng Dũng. Quang Hải sẽ là người đá hậu công. Trong khi đó thì Văn Quyết và Công Phượng sẽ là những người đá giặt cánh. Như thường lệ thì Anh Đức sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Với việc cả ba cầu thủ trên 23 tuổi là Anh Đức, Hùng Dũng và Văn Quyết có những màn thể hiện rất tốt, rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải hy sinh Đặng Văn Lâm ở nhà. Đó là những thông tin mà nhiều nhà chuyên môn đưa ra ngay trước trận đấu này. Văn Quyết rất tốt. Đoàn Văn Hậu, bóng đã đi hết đường biên ngang. Đoàn Văn Hậu thi đấu tuyệt hay trong suốt một vài năm gần đây trong màu áo ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần U23 Việt Nam lúc này. Văn Hậu năm nay mới 19 tuổi. Chấn giữ khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay sẽ là thủ môn Văn Hoàng. Thủ môn đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Sài Gòn. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Hơi đơn độc. Pressing rất nhanh. Xuân Trường, Hùng Dũng. Vẫn là Hùng Dũng, Văn Thành. Rất kỹ thuật. Quang Hải. Anh Đức có thể sút. Không được. Một pha dứt điểm trong tư thế khó của Anh Đức. Đường truyền của Quang Hải dành cho Anh Đức. Anh Đức đã có 4 bàn thắng cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở mùa giải V-League năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Anh Đức xoay người rất tốt, tuy nhiên đó là một tình huống sút trong tư thế rất khó và không phải là chân thuận của Anh Đức. Ngay từ những phút đầu tiên thì U23 Việt Nam đã tràn lên tấn công. Rất nhiều lý do mà chúng ta phải thắng ở trận đấu này. U23 Việt Nam cần phải trả món nợ ở cách đây 6 tháng tại Thường Châu, Trung Quốc. Một trận đấu mà U23 Việt Nam đã để thua ở những giây cuối cùng của hiệp phụ.
trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai nền bóng đá Uzbekistan và Việt Nam. Thì ở các cấp độ, Việt Nam đã thua đến 5 lần và hòa 2 lần. Một đợt lên bóng của các thủ Uzbekistan. Nurilo. Văn Hậu áo xa rất nhanh. Văn Quyết, Quang Hải. Trọng tài đã thổi phạt lỗi của Vũ Văn Thanh. Văn Thanh ngày hôm nay thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Với sơ đồ 4 hậu vệ thì Văn Thanh không được phép dâng cao nhiều như ở sơ đồ 3 trung vệ. Một quả đá phạt ở bên phía góc trái của các cầu thủ Uzbekistan sẽ là một đường treo bóng vòng với những cầu thủ cao to ở phía trong. Khá hồi hộp. Phá bóng. Và phá bóng tốt của Vũ Văn Thanh. Trên sân lúc này, câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đang có 6 cầu thủ của Hà Nội thi đấu ở trên sân lúc này. Là Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và Quang Hải. Có thể nói với 11 cầu thủ đá chính và có đến 6 cầu thủ của Hà Nội thì đây là một đội hình có nòng cốt của đội bóng thủ đô. Đây là một điều dễ hiểu khi câu lạc bộ Hà Nội thi đấu rất hay ở V-League mùa giải năm nay. Trên sân lúc này đang có 7 cầu thủ đã từng góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á. Văn Hoàng ở mùa giải năm nay không bắt nhiều cho câu lạc bộ Sài Gòn. Tuy nhiên anh được đánh giá là một thủ môn có tiềm năng rất tốt. Vẫn là những đường treo bóng dài của các thủ Uzbekistan. Đây là một trận đấu mà người ta chờ đợi rất nhiều vào vị trí tiền vệ trung tâm. Sự kết hợp lần đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng và Lương Xuân Trường. Ở vòng chung kết U23 châu Á thì Xuân Trường đã cặp cùng với Đức Huy. Lúc này thì Đức Huy đang ngồi trên băng ghế dự bị. Được chuyền nhanh của Văn Quyết. Tuy nhiên Quang Hải không theo kịp một quả ném biên cho U23 Việt Nam. Mặc dù thành phần của Uzbekistan mang sang Việt Nam lần này không bao gồm những cầu thủ của họ ở vòng chung kết U23 châu Á, tuy nhiên đây vẫn được đánh giá là một lứa cầu thủ rất tài năng. Những cầu thủ sẽ được hướng đến mục tiêu xa hơn, đó là Olympic tại Tokyo sau đây 2 năm. Và hơn thế nữa, đó là vòng chung kết FIFA World Cup năm 2022. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá Uzbekistan cũng đã chiêu mộ huấn luyện viên kỳ cựu Hector Kupe, người được kỳ vọng sẽ đưa Uzbekistan đến với World Cup.
lại là một quả đá phạt cho các cầu thủ Uzbekistan. Ở những góc đá phạt như này thì sẽ rất nguy hiểm với những đường bóng bổng. Trong đội hình của U23 Việt Nam thì Đoàn Văn Hậu là cầu thủ có chiều cao tốt nhất vào lúc này. Cú treo bóng rất nguy hiểm. Văn Hoàng vừa phải đấm bóng. Vẫn là cầu thủ Uzbek. Quang Hải. Đây là Văn Quyết. Rất tốt, Quang Hải. Hùng Dũng. Xuân Trường. Mở biên cho Văn Thanh. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đột phá chặng. Hùng Dũng. Xuân Trường. Vẫn còn Công Phượng. Một pha để bóng hơi dài của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vâng, như vậy là trên sân lúc này có sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã được chứng kiến sự dự khán của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Rõ ràng là kỳ tích lịch sử vào đầu năm đã khiến cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm đến các chàng trai áo đỏ hơn. Với việc bố trí hai cầu thủ đá trung vệ ở ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên hai cầu thủ Duy Mạnh và Đình Trọng, những người đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Rất nguy hiểm, phá bóng đi, rất kịp thời, người vừa phá bóng là Hùng Dũng. Bàn thắng đã đến rất gần với đội khách, rất may là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã phá bóng. Một tình huống hỗ trợ phòng ngự rất tốt của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội. Trong những phút đầu tiên, U23 Việt Nam thi đấu khá có nét, tuy nhiên thì đội khách tỏ ra rất nguy hiểm ở những đường bóng dài. Công Phượng. Đường chuyền hơi mạnh của đội trưởng Văn Quyết cho Công Phượng. Tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt lỗi trước đó, sẽ có một quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Với việc ông Park Hang-seo tung đến 3 cầu thủ trên 23 tuổi trận đấu này thì đây sẽ là một màn cự dượt cuối cùng, màn cự dượt quyết định để huấn luyện viên Park chọn ra 3 trong số 4 cái tên trên 23 tuổi. Rất nhiều người lúc này đang hy vọng vào những cầu thủ mình yêu mến sẽ có mặt. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau 90 phút khi mà trận đấu kết thúc. Lương Xuân Trường sẽ là người đứng trước tình huống đá phạt này. Đường treo bóng của Xuân Trường đánh đâu không được. Bóng tìm đến đúng cái đầu của anh Đức, tuy nhiên thì pha đánh đầu vừa rồi quá nhẹ và không hiểm. Văn Hậu. Không phải, đó là pha phạm lỗi của Nguyễn Quang Hải. Một đội hình rất thiên về tấn công và điều này khiến cho U23 Việt Nam có những đường lên bóng rất mượt mà. Tuy nhiên thì ở mặt trận phòng ngự chúng ta cần phải rất cảnh giác với những cầu thủ của Uzbekistan. Liên tiếp là những tình huống đá phạt cố định ở hai biên dành cho Uzbekistan. Nuilo xuất xa. Bóng đã đi chạy cầu dọc và vừa rồi cầu thủ sút bóng là Nuilo, người đã ghi được một bàn thắng cho Uzbekistan. Bàn thắng duy nhất cho đội bóng áo trắng đến lúc này.
bàn thắng vào lưới của UEFA Palestine. Các bạn đang được theo dõi trực tiếp trận đấu giữa UEFA Việt Nam và UEFA Uzbekistan trên kênh VF Channel. Mười bảy phút của trận đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Theo quan sát của chúng tôi vào lúc này trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, gần như đã không còn một chỗ trống. Về lý thuyết đây là trận đấu giữa đương kim vô địch UEFA châu Á gặp đương kim Á quân UEFA châu Á. Một trận đấu hàng đầu và rất nhiều người Việt Nam quan tâm và theo dõi trận đấu này. Theo nhiều thông tin thì đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Một đêm mà ông sẽ cùng với những thành viên của ban huấn luyện chọn ra 20 cái tên đi ASEAN. Điều này theo thừa nhận của huấn luyện viên Park là không hề dễ dàng một chút nào. Rất nguy hiểm. Đình Trọng. Rất tốt, một pha phá bóng của Hùng Dũng. Hùng Dũng đang cho thấy vai trò của mình ở khu vực giữa sân. Hùng Dũng lại vừa lấy bóng, rất tuyệt vời Hùng Dũng. Phản công chui vào Việt Nam, Văn Quyết. Cánh phải đang thoáng. Văn Quyết vừa cầm nhịp lại trận đấu. Không có lỗi biệt vị, Công Phượng. Đường chuyền vào, rất hay, chuyền vào không chọn được. Cú sút bóng của Văn Thành. Một pha trồng biên rất hay của UEFA Việt Nam. Sự phối hợp của Công Phượng và Văn Thành, những cầu thủ đang chơi bóng cho câu lạc bộ Anh Gia Lai. Đây là hai cầu thủ rất hiểu nhau. Những tiếng hô Việt Nam đang xuất hiện trên sân Mỹ Đình vào lúc này. Trong 7 lần đối đầu giữa hai nền quốc gia thì bóng đá Việt Nam chưa một lần giành chiến thắng trước Uzbekistan. Từ xưa đến nay thì đội bóng đến từ Trung Á vẫn luôn là một trong những cái tên hàng đầu của châu Á. Ngoài việc sở hữu thể hình cao to thì họ còn có nền tảng kỹ thuật rất tốt và phong cách chơi bóng của châu Âu. Đoàn Văn Hậu, Anh Đức, Hùng Dũng. Hùng Dũng đang thi đấu tuyệt vời. Xuân Trường, cầu thủ đội bạn rất khỏe. Liên Xuân Trường đang mang số áo 17. Được biết đây là những số áo tạm thời của UEFA Việt Nam. Sau khi vào ASEAN thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bố trí số áo cố định. Quang Hải, người ghi bàn thắng duy nhất cho UEFA Việt Nam trong trận chung kết gặp Uzbekistan cách đây 6 tháng. Một bàn thắng dưới cơn mưa tuyết. Cú đá phạt của Quang Hải có lẽ là rất lâu nữa chúng ta mới có thể quên được. Quá đẹp trong một hoàn cảnh khó khăn giữa thời tiết tại Thường Châu, Trung Quốc. Ngày hôm nay trở về quê hương, trở về Việt Nam. Thời tiết rất đẹp, mặt cỏ cũng rất đẹp. Hy vọng những cầu thủ của UEFA Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt. Một quả ném biên cho UEFA Việt Nam.
Đoàn Văn Hậu sẽ là người thực hiện quả đánh biên. Công Phượng rất dẻo, những pha lắc hồng của Công Phượng. Dưới thời huấn luyện viên Panzer thì Công Phượng đã đơn giản hóa lối chơi của mình và trở nên hiệu quả hơn. Một quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Người mang đội trưởng là thủ môn Dishop, người cũng có mặt cách đây 6 tháng trong đội hình của Uzbekistan. Văn Quyết sẽ là người đá phạt góc. Đánh đầu không được, vẫn là Văn Quyết. Làm gì đây? Tiếp tục làm đường treo hóc, đánh đầu không được. Tiếp tục là một quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Vừa rồi có vẻ như bóng đã chạm vào người hậu vệ của Uzbekistan sau cú đánh đầu của Công Phượng. Một pha dàn xếp đá phạt của đội Việt Nam, đánh đâu, Văn Hậu không được. Văn Hậu đã băng vào. Trong những pha phạt góc bóng bổng, bóng thường xuyên được treo cho anh Đức và Đoàn Văn Hậu. Ống kính máy quay liên tục cho chúng ta thấy hình ảnh của Đỗ Hùng Dũng, người có lẽ sẽ thi đấu trên 200% sức lực, sự quyết tâm của mình ở trận đấu này. Phút thứ 24 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn chưa được mở. U23 Việt Nam đã có một số tình huống nguy hiểm, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến. Trong 7 lần gặp gỡ trước đây ở các cấp độ đội tuyển thì Việt Nam có 3 người ghi bàn vào lưới của Uzbekistan, đó là Quang Hải, Công Phượng và Văn Quyết. Lúc này thì cả 3 đang có mặt trên sân. Công Phượng chính là người ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam ở giải đấu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Bàn thắng mà Công Phượng ghi ở giải đấu M150, giải đấu được diễn ra trên đất Thái Lan. Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Văn Quyết, Văn Hậu. Bóng vẫn trong chân đối thủ Việt Nam. Đoàn Văn Hậu kịp không? Đoàn Văn Hậu đang là cái tên được rất nhiều người nhắc đến. Một cú vẩy má ngoài tạo nên một đường cong tuyệt đẹp vào lưới của U23 Oman cách đây 2 ngày. Mặc dù chỉ có được một điểm cho đến lúc này, tuy nhiên Uzbekistan rõ ràng vẫn là một đội bóng có đẳng cấp. Không hề dễ để thắng được Uzbekistan. Mất bóng nguy hiểm. Sukrov. Một pha can thiệp kịp thời của Đình Trọng. Sút xa. Một cú sút quá nhẹ của cầu thủ bên phía Uzbekistan. Đó là cầu thủ mang áo số 20, Aprovev. Thế trận lúc này là cân bằng. Chúng ta có thể thấy là Công Phượng và Anh Đức đã
hoán đổi vị trí cho nhau. Lúc này thì anh Đức đang giạt phải và Công Phượng đã ở vị trí tiền đạo cắm. Những đường chuyển hướng tấn công rất đa dạng của các thủ Uzbekistan. Lúc này thì U23 Việt Nam đang sở hữu hai hậu vệ cánh rất hay. Đó là Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh. Trong hàng phòng ngự 4 người của Hà Nội, xin lỗi các bạn, của U23 Việt Nam thì có đến 3 người thủ biên chế của câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng đang để thủng lưới ít thứ hai tại V-League cho đến lúc này. Duy Mạnh. Trọng tài không thổi phạt. Chủ tịch quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là một người rất yêu bóng đá. Cho đến lúc này chúng ta đang phòng ngự bóng bổng rất tốt. Đỗ Hùng Dũng. Xuân Trường. Hùng Dũng. Anh Đức. Che bóng khá tốt. Anh Đức năm nay đã 33 tuổi rồi. Ở trận đấu trước, người đá thay anh Đức ở vị trí tiền đạo cắm là tiền đạo Tiến Linh, đồng đội của anh Đức tại câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Đây là Đặng Văn Lâm, một trong 4 người trên 23 tuổi. Văn Lâm tỏ ra khá căng thẳng. Còn đây là Nguyễn Phong Hồng Duy, người cũng đang gặp một chấn thương. Cho đến lúc này, trong số 30 người được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập thì có đến 28 cầu thủ đã có mặt và được ra sân. Chỉ có duy nhất Nguyễn Phong Hồng Duy và Trọng Đại do gặp phải những chấn thương vẫn chưa có mặt trên sân ở Cúp Tứ Hùng năm nay. Những hình ảnh quay chậm về pha bóng của Lương Xuân Trường, một đường truyền rất đẹp cho anh Đức. Nếu như anh Đức để bóng cho Đoàn Văn Hậu thì đó sẽ là một tình huống nguy hiểm hơn. Ngay trước trận đấu thì huấn luyện viên trưởng của Uzbekistan là ông Sunatila đã nói rằng ông đặc biệt ấn tượng với Quang Hải, người theo đánh giá là nguy hiểm nhất bên phía U23 Việt Nam. Đây là những cầu thủ dự bị không đăng ký, chính xác là không đăng ký trong trận đấu ngày hôm nay: Triệu Việt Hưng và Huỳnh Tấn Sinh. Hùng Dũng được chuyền vào Văn Quyết, bóng vẫn còn. Lỗi rồi. Người vừa phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 15, Rustamov. Rustamov cũng là người có mặt trong thành phần của Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á cách đây 6 tháng. Với việc bố trí sơ đồ chỉ có 2 trung vệ thì chắc chắn ông Park sẽ ưu tiên Duy Mạnh và Đình Trọng, những cầu thủ rất hiểu nhau và đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay dự bị. Quang Hải rất dẻo. Công Phượng, những pha phối hợp giữa Công Phượng và Quang Hải. Anh Đức. Văn Hậu. Anh Đức chuyền vào. Văn Quyết không được. Những đợt lên bóng rất hay của U23 Việt Nam. Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường. Đường truyền của Xuân Trường không được. Đã có lỗi việt vị của một cầu thủ U23 Việt Nam, đó là Công Phượng. Các khán giả đang rất chờ đợi
một bàn thắng sẽ đến với đội bóng áo đỏ. Phút thứ 32, tỷ số vẫn chưa được mở. Văn Quyết mất bóng rồi. Trên màn ảnh là Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Tiến Linh, những người cũng không đăng ký ở trận đấu này. Ở danh sách dự bị ngày hôm nay có cầu thủ bao gồm hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Đức Huy, Hà Đức Trinh, Nguyễn Thành Trung, Trịnh Văn Lợi, Lê Văn Sơn và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Như vậy là trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi thì Văn Lâm là người chỉ có một trận đấu được thử sức. Đang có nhiều ý kiến cho rằng với màn thể hiện tốt của Hùng Dũng, Anh Đức và Văn Quyết thì ông Park sẽ phải đau đớn hy sinh Đặng Văn Lâm, trong bối cảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã bắt rất tốt ở trận đấu gặp U23 Oman. Công Phượng đang là cầu thủ ghi được đến 27 bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam trong 51 lần ra sân. Đình Trọng, đường truyền của Văn Thanh, không phải, đó là Hùng Dũng dành cho Công Phượng. Với những đường truyền dài rất khó có thể vượt qua các hậu vệ cao to của Uzbekistan. Một pha lấy bóng rất nhanh của Đỗ Hùng Dũng. Quang Hải, rất khỏe, nguy hiểm, Văn Hậu đã kịp thời can thiệp. Văn Hậu có sải chân rất dài. Anh Đức không được, Công Phượng, Văn Quyết, đường truyền quá nhẹ của đội trưởng U23 Việt Nam. Có lẽ là Văn Quyết cần thêm thời gian để có thể tìm được tiếng nói chung với những tiền đạo trên hàng công như Anh Đức và Công Phượng. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại ASEAN vào ngày 14 tháng 8. Trận đấu mở màn gặp đội tuyển U23 Pakistan. Sau đó 2 ngày U23 Việt Nam sẽ gặp Nepal vào trận đấu cuối cùng. Sau đó 3 ngày sẽ gặp U23 Nhật Bản. Anh Đức, sức dướn của Anh Đức đã không còn tốt. Anh đã 33 tuổi. Tuy nhiên thì Anh Đức vẫn là một cầu thủ rất kinh nghiệm trên hàng tiền đạo lúc này. Sự lựa chọn tốt nhất ở vị trí tiền đạo cắm.
Văn Thanh được chuyền cho Công Phượng. Hùng Dũng đang là người giữ bóng. Lúc này thì trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang có những làn sóng cười, màn cổ vũ của các khán giả Việt Nam. Điều còn thiếu duy nhất lúc này là bàn thắng mà thôi. Quang Hải, Công Phượng rất kỹ thuật, tuy nhiên bóng đã đi hết đường biên dọc. Lúc này bóng được triển khai rất nhiều bên phía cánh phải, nơi có sự góp mặt của Vũ Văn Thành và Nguyễn Công Phượng. Theo quan sát thì lúc này trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình gần như đã không còn một chỗ trống. Có thể nói là rất lâu rồi sau 2 năm kể từ trận bán kết AFF Cup gặp Indonesia, trận bán kết lượt về thì sân Mỹ Đình mới lại đông như thế này. Cách đây 6 tháng tại vòng chung kết U23 châu Á thì sân Mỹ Đình cũng chứng kiến một lượng khán giả khủng khiếp. Tuy nhiên đó là một trận đấu mà các khán giả Việt Nam theo dõi qua màn hình LED. Những trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, và sân Mỹ Đình lúc đó đã tổ chức những buổi fan zone xem bóng đá và có sức chứa lên đến sự có mặt của gần 100.000 khán giả. Hùng Dũng, Văn Thành đưa chuyền. U23 Việt Nam vẫn đang chủ yếu sử dụng những đường bóng căng ngang và tạt vào trong dành cho tiền đạo Anh Đức. U23 Việt Nam lúc này đang có một thế trận tốt. Văn Quyết chạy người rất hay. Quang Hải, Văn Quyết. Trọng tài đã không thổi phạt lỗi trước đó của các thủ Uzbekistan. Những ánh đèn flash điện thoại đang được bật trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hình ảnh rất đẹp. Một khung cảnh lung linh trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc này. Có lẽ điều còn thiếu chỉ là một bàn thắng dành cho Việt Nam mà thôi. Huấn luyện Park Hang-seo là một người dày dặn kinh nghiệm, đã từng đội tuyển cùng đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 thế giới vào năm 2002. Tuy nhiên thì khi ống kính máy quay cho đến hình ảnh của huấn luyện Park trong những phút đầu trận thì chúng ta thấy là ông rất căng thẳng, rất căng thẳng và chịu nhiều áp lực. Rất nhiều khán giả trong chúng ta đang kỳ vọng vào một thành tích tốt nữa của U23 tại ASEAN. ASEAN được dự báo là một đấu trường còn khắc nghiệt hơn rất nhiều khi các đội bóng được sử dụng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đình Trọng, pha bóng an toàn. Đình Trọng không có thể hình tốt, tuy nhiên lối chơi rất thông minh. Duy Mạnh phá bóng. Có thể nói cho đến lúc này cầu thủ chơi tốt nhất bên phía U23 Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng, người luôn có mặt ở các điểm nóng trong khu vực giữa sân cũng như hỗ trợ tốt cho hàng hậu vệ. Phản công, Công Phượng. Họ không đến chân được của Công Phượng. Màn va chạm giữa Đoàn Văn Hậu và Nui Lô
chúng ta có thể thấy là sự quyết tâm rất lớn của hai đội, mặc dù chỉ là ở giải giao hữu mà thôi. Huấn luyện Park đã yêu cầu Văn Hậu bình tĩnh. Rất cần những tiếng hô Việt Nam vào lúc này. Pha bóng không cố ý của Văn Hậu. Tuy nhiên cầu thủ mang số 8 Nurilo đã nổi nóng và ông trọng tài Sukri đã dành cho mỗi người một chiếc thẻ vàng. Nurilo là cầu thủ duy nhất của Uzbekistan ghi bàn vào lúc này. Đến thời điểm này thì thủ môn Văn Hoàng vẫn chưa phải đối mặt với một pha bóng khó nào. Phút thứ 44 của trận đấu, hiệp một sắp kết thúc và tỷ số vẫn chưa được mở. Công Phượng, Duy Mạnh được chuyển cho Anh Đức. Khả năng làm tường của Anh Đức là tốt nhất trong đội hình của U23 Việt Nam lúc này. Anh Đức không được. Xuân Trường, không phải, đây là Văn Hậu. Những tình huống phòng ngự rất tốt của Đoàn Văn Hậu. Đây là cầu thủ đa năng, có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ. Trước đây ở lứa U20 thì Văn Hậu cũng đá rất hay ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trọng tài vừa thổi phạt Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Một tình huống đá phạt dành cho Uzbekistan. Văn Hoàng là thủ môn có chiều cao rất tốt. Ở trận đấu đầu tiên gặp U23 Palestine, chúng ta đã thấy được những tình huống bẫy việt vị rất hay của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Một cách phòng ngự chủ động trong những tình huống đá phạt cố định. Người đứng trước bóng là Nurilo. Rất nguy hiểm. Như vậy đã có lỗi việt vị. Người vừa việt vị là Khunturev Yasu, cầu thủ mang áo số 18. Bẫy việt vị rất hay. Hàng phòng ngự chính là điểm sáng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Một cách tổ chức phòng ngự khoa học và vô cùng chặt chẽ. Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ. Nếu có được bàn thắng ở những phút cuối cùng hiệp 1 thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với U23 Việt Nam trong hiệp 2. Một thế trận đôi co của cả hai bên. Văn Quyết, cú chơi bóng không được.
bóng vẫn còn, vẫn là cầu thủ Việt Nam Hùng Dũng. Đường chuyền hơi mạnh cho Văn Quyết. Hùng Dũng đang thi đấu rất hay. Anh chính là người đoạt được bóng nhiều nhất trong chân của cầu thủ Uzbekistan. Văn Quyết, Quang Hải. Đường chuyền hơi khó dành cho đội trưởng người Việt Nam. Cầu thủ bên phía Uzbekistan đã nằm sân, đó là thủ màu số 15 Rustamov. Đây là một trong bốn cầu thủ từng có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á của Uzbekistan. Biên Văn Hậu, Văn Quyết không được, Anh Đức đã không mang vào. Như vậy là trọng tài Sukri đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Hai đội tạm rời sân với kết quả hòa không đều. Một hiệp thi đấu khá tốt của U23 Việt Nam, tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau sau khoảng hơn 10 phút kỳ giải lao của trận đấu. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và lúc này tỷ số vẫn chưa được mở. Trong hiệp 2, U23 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của các bạn. Như vậy là trong hiệp 2, U23 Việt Nam đã có một sự thay đổi người với sự xuất hiện của cầu vệ Bùi Tiến Dũng. Lên bóng của U23 Uzbekistan. Như vậy là Bùi Tiến Dũng có vẻ như đã vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Và sự xuất hiện của thủ môn Bùi Tiến Dũng, người vào sân thay cho Nguyễn Văn Hoàng. Rất bất ngờ, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại là người được lựa chọn trong hiệp 2. Đây là Bùi Tiến Dũng. Công Phượng trong hiệp 1 thi đấu rất năng nổ, tuy nhiên có vẻ như anh bị các hậu vệ của Uzbekistan theo sát và không có nhiều cơ hội thực sự đến với đôi chân của Công Phượng. Phượng vừa bị phạm lỗi.
Như vậy trong hiệp 2, U23 Việt Nam đã có hai sự thay đổi người. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng vào thay cho Đỗ Hùng Dũng và thủ môn Bùi Tiến Dũng thay cho Nguyễn Văn Hoàng. Rất hay, Quang Hải sút xa. Nguy hiểm. Suýt chút nữa đã có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Một pha sút xa sở trường của Quang Hải. Quang Hải sẽ là người đá phạt góc. Không được. Sút bóng. Đoàn Văn Hậu vừa sút bóng bằng chân phải. Không phải là chân thuận của đối thủ câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại cú sút xa rất đẹp mắt của Quang Hải. Tuy nhiên thủ môn Khamalev bên phía Uzbekistan đã loài người hết cỡ và cản phá cú sút xa của Quang Hải. Trên sân lúc này thì đang có một cầu thủ của Uzbekistan bị chấn thương. Rất có thể với việc Bùi Tiến Dũng xuất hiện, huấn luyện viên Park sẽ để cho thủ thành của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa thể hiện mình. Và nếu như những màn thể hiện sắp tới trong 45 phút còn lại của hiệp 2 thực sự tốt, ông sẽ phải hy sinh Đặng Văn Lâm để giữ lại ba cầu thủ trên 23 tuổi là Văn Quyết, Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên đó mới chỉ là dự đoán và chúng ta sẽ cùng chờ xem quyết định cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Thành. Văn Thành rất tốc độ. Có thể truyền cho Công Phượng. Đây là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quang Hải. Hòa hợp giữa Công Phượng và Quang Hải. Rất nỗ lực. Phạt góc cho U23 Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang tỏ ra khá vui trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đang ép sân trong những phút vừa qua. Như vậy là Đoàn Văn Hậu sẽ là người rời sân tiếp theo. Người vào sân là Đức Huy. Với những sự thay đổi trong hiệp 2 thì U23 Việt Nam sẽ trở về với sơ đồ 5-3-2. Văn Thành vẫn sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải trong đội hình của U23 Việt Nam. Đây là cầu thủ mang áo số 9, tiền đạo Azimov Saprovets. Văn Quyết lên bóng rất hay. Đường chuyền không được. Văn Quyết có một pha bóng chuyền rất thiếu chính xác. U23 Việt Nam vẫn đang gặp những vấn đề trong những tình huống phối hợp cuối cùng.
Xuân Trường, Anh Đức, Quang Hải. Quang Hải đang trở về vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Lương Xuân Trường. Pha bóng không hiểu ý giữa Quang Hải và Đức Huy. Bên phía Uzbekistan có sự thay đổi người. Người vào sân sẽ là cầu thủ mang áo số 6 Karamunov, và rời sân là cầu thủ mang áo số 14 Iramov. Đình Trọng, Duy Mạnh. U23 Việt Nam đang trở về với sơ đồ 3 trung vệ. Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, với sơ đồ 3 trung vệ thì lối chơi của U23 Việt Nam sẽ trở nên chắc chắn hơn và mọi vị trí sẽ hoạt động một cách linh hoạt. Đường chuyền dài hơi mạnh dành cho Đức Huy. Trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam ở trận đấu này vẫn còn có những tiền đạo khác như Hà Đức Chinh, Văn Toàn và Phan Văn Đức. Rất có thể một ít phút nữa thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung những cầu thủ này vào sân. Công Phượng không được. Một đợt lên bóng của các thủ áo trắng. Rất hay, Văn Quyết. Vẫn là cầu thủ của Uzbekistan. Một pha đỡ bóng lỗi của Sekzop, cầu thủ mang số 7. Mặc dù không phải là thành phần đội hình mạnh nhất của Uzbekistan, tuy nhiên những cầu thủ trẻ hơn của họ cũng tỏ ra rất có năng lực và sẽ là tương lai của bóng đá Uzbekistan sau đây 2 năm tại Olympic Tokyo. Văn Quyết. Văn Quyết đang gặp khá nhiều khó khăn ở bên phía cánh trái. Một đợt lên bóng của các thủ Uzbekistan. Nuraloev, Nuilo. Lối chơi của các thủ Uzbekistan là một lối chơi khá đơn giản, dựa rất nhiều vào những đường chuyền dài. Pha vào bóng của hậu vệ Bùi Tiến Dũng, người vào sân trong hiệp 2 thay cho Đỗ Hùng Dũng. Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc này gần như không còn một chỗ ngồi. Rất lâu rồi, cách đây 2 năm từ trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup gặp Indonesia thì sân Mỹ Đình mới lại được lấp kín vào lúc này. Vẫn là cầu thủ Uzbekistan. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Một quả đá phát lên cho U23 Việt Nam. Đức Huy đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, không phải là vị trí sở trường của anh.
Như vậy là với việc thủ môn Bùi Tiến Dũng vào thay cho Nguyễn Văn Hoàng thì Đặng Văn Lâm là người chỉ có duy nhất một trận đấu thử sức tại Cúp Tứ Hùng. Ngay sau trận đấu này thì huấn luyện viên Park sẽ ngồi lại cùng với các trợ lý của mình để chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự ASEAN. Một quả đá phạt cho U23 Việt Nam, khoảng cách là rất xa và nhiều khả năng sẽ là một đường treo bóng vào trong. Người đứng trước bóng lúc này là đội trưởng Văn Quyết. Văn Quyết vẫn là cầu thủ U23 Việt Nam, Văn Thành. Duy Mạnh không được. Pha nhảy lên tranh chấp của Trần Đình Trọng. Sau thành tích của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam thì có rất nhiều những fan hâm mộ nữ cũng đã trở nên yêu bóng đá hơn. Vừa rồi thì Trần Đình Trọng đã phải nhận một thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Việt Nam. Trước đó người phải nhận thẻ vàng là Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên lúc này Văn Hậu đã rời sân. Trọng tài xác định đã có lỗi vào sau của Trần Đình Trọng và đã rút ra một thẻ vàng dành cho cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Đình Trọng vừa trở lại sau chấn thương. Trong sơ đồ ba trung vệ thì Đình Trọng chính là cầu thủ đá ở vị trí trung tâm và được huấn luyện viên Park Hang-seo giao trách nhiệm chỉ huy hàng thủ. Tiếp tục là một lỗi mà trọng tài Sukri thổi, đó là lỗi của Đỗ Duy Mạnh. Cho đến lúc này thì hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc vẫn là một trong những hình ảnh đẹp nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam. Hình ảnh rất ý nghĩa. Một quả đá phạt cho cầu thủ Uzbekistan. Bùi Tiến Dũng đang rất tập trung. Không khó đối với Bùi Tiến Dũng. Vừa lên bóng của U23 Việt Nam không được. Rất tiếc là vừa rồi Đức Huy chuyền bóng không chính xác. Đình Trọng. Người vừa phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 9, tiền đạo Azimov. Azimov cũng là cầu thủ thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Bunyodkor thuộc giải vô địch Uzbekistan. Mùa giải vừa qua thì anh cũng đã có mặt tại đấu trường AFC Champions League. Phút thứ 62 của trận đấu và đến lúc này vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Vào thời điểm này thì có lẽ ba vị trí ở hàng thủ, ba vị trí trung vệ là chúng ta có thể nói là chắc chắn có mặt tại ASEAN. Những vị trí không thể thay thế như Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, cùng với đó là những hậu vệ cánh hàng đầu của Việt Nam như Vũ Văn Thanh hay cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu. Sự cạnh tranh có lẽ sẽ diễn ra khốc liệt ở trên hàng tiền đạo và tiền vệ. Rất nhiều tiền đạo được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập.
Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường. Cú phát bóng của Xuân Trường, Văn Thanh không được. Một chút nữa thôi thì Văn Thanh sẽ có bóng. Văn Thanh là một cầu thủ rất toàn diện. Anh có khả năng tấn công rất tốt ở Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm ngoái, thì Văn Thanh thường xuyên được bố trí ở vị trí tiền đạo trái. Mùa trước Văn Thanh đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên ở mùa giải năm nay anh đã trở lại với vị trí hậu vệ cánh của mình. Không có lỗi, bóng vẫn còn trong sân. Kamonov, Văn Thành, Bùi Tiến Dũng. Như vậy trên sân lúc này chỉ có duy nhất hai cầu thủ không có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á đang thi đấu, đó là Văn Quyết và Anh Đức. Còn lại những cầu thủ còn lại đều là những nhân tố rất quan trọng của U23 Việt Nam trong kỳ tích lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á. Hai sự thay đổi so với trận chung kết cách đây 6 tháng. Không có lỗi. Vừa rồi cầu thủ Uzbekistan đã kê chân, tuy nhiên trọng tài không thổi phạt. Vẫn là cầu thủ Uzbekistan rất nguy hiểm. Không vào. Như vậy là tỷ số đã là 1-0 cho đội khách Uzbekistan. Người ghi bàn là Nuilov. Bàn thắng thứ hai của Nuilov. Một tình huống phòng ngự khá đáng tiếc của U23 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng không có lỗi trong tình huống vừa rồi, khi mà các tiền đạo của đối phương có một không gian rất rộng để dứt điểm. Đầu tiên là cú sút của Kramonov, bóng đã trúng cột dọc và sau đó Nuilo đã đá bồi. Bàn thua rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều, mới chỉ bước sang phút thứ 67. Như vậy là ngay lập tức huấn luyện viên Barca đã có sự thay đổi người với việc Phan Văn Đức vào sân thay cho Anh Đức. Thời gian vẫn còn rất nhiều và U23 Việt Nam hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Với việc Phan Văn Đức vào sân thì trên sân lúc này chỉ còn Văn Quyết là cầu thủ trên 23 tuổi và là cầu thủ duy nhất không có mặt trong trận đấu cách đây 6 tháng của U23 Việt Nam gặp Uzbekistan. Vị trí khi đó thi đấu mà ngày hôm nay không xuất hiện đó là Phạm Xuân Mạnh. Thời gian vẫn còn rất nhiều và cơ hội vẫn chưa hết đối với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi mà U23 Việt Nam đang có một thế trận tốt thì chúng ta lại bị thủng lưới.
với việc Anh Đức rời sân thì lúc này Công Phượng sẽ trở lại với vị trí tiền đạo mũi nhọn của UEFA Việt Nam. Hai cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo cánh sẽ là Văn Quyết và Phan Văn Đức. Vẫn là cầu thủ Uzbekistan. Đình Trọng, Xuân Trường. Mất bóng khá đáng tiếc. Xuân Trường, Đức Huy. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian. Cầu thủ Việt Nam cần phải bình tĩnh hơn. Có thể nói là tình huống thua của UEFA Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy khoảng trống rất lớn khi mà không có một tiền vệ phòng ngự nào tham gia hỗ trợ cho các hậu vệ. Phải chăng huấn luyện viên Park Hang-seo nên kéo Đức Huy trở về với vị trí tiền vệ sở trường của mình? Trong hiệp 1 thì chúng ta thấy Hùng Dũng chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Xuân Trường. Anh đã có không dưới 3 tình huống lùi về hỗ trợ cho các hậu vệ. Tuy nhiên sau khi Hùng Dũng rời sân thì UEFA Việt Nam không có một mẫu tiền vệ càn quét thực sự nào. Duy Mạnh mất bóng, rất nguy hiểm. Đình Trọng, vừa rồi tiền đạo Azimov đã không thể làm gì trước khi Đình Trọng can thiệp. Một cú sút thiếu chính xác của cầu thủ đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Uzbekistan. Lúc này trên sân, UEFA Việt Nam vẫn còn có rất nhiều những sự lựa chọn ở vị trí tấn công như Hà Đức Chinh, Văn Toàn vẫn chưa được vào sân. Chúng ta cùng nhìn lại bàn thắng này. Không có một tiền vệ phòng ngự nào hỗ trợ cho hậu vệ. Cả Xuân Trường và Quang Hải đều đã lên tham gia tấn công. Công Phượng kịp không? Rất tốt nỗ lực của Công Phượng. Đang có một cầu thủ của Uzbekistan ở sân. Anh tỏ ra rất đau. Phan Văn Đức đang là một trong những chân sút nội tốt nhất tại V-League với 9 bàn thắng cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Mặc dù đã chính thức vô địch từ trước đó, tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ Việt Nam chắc chắn không muốn thua Uzbekistan một lần nữa. Ông đã có những chỉ đạo rất sát sao với các học trò. Cho đến lúc này thì Quang Hải vẫn chưa thể ghi bàn. Ngày hôm nay Quang Hải là cầu thủ được các hậu vệ của Uzbekistan đặc biệt chú ý. Đến thời điểm này của trận đấu thì rõ ràng là đội trưởng Văn Quyết vẫn chưa thể hòa nhập thực sự tốt với các đồng đội U23. Có lẽ là Văn Quyết cần có thêm một chút thời gian để có thể hòa nhập tốt hơn với lối đá mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng. Đức Huy. Quang Hải vừa bị phạm lỗi. Ngay lập tức trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 20 Ismolov. Trận đấu lúc này đã có 4 thẻ vàng với 2 thẻ vàng dành cho mỗi đội.
Quang Hải vẫn đang nằm sân. Không rõ đây là một chấn thương như thế nào. Hải đang rất đau. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Anh đã ghi được 5 bàn thắng cho đội bóng áo đỏ. Đây là một cú sút xa của Quang Hải ở đầu hiệp 2. Asiad đang rất cận kề, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi. Tuy nhiên thì với sự cạnh tranh quyết liệt, 20 suất tham dự Asiad thì rõ ràng là các cầu thủ vẫn thi đấu vô cùng quyết tâm và không hề giữ chân. Quang Hải đã có thể đứng dậy. Những làn sóng người đang được cổ động viên cổ vũ cho U23 Việt Nam. Hà Đức Chinh sẽ là cái tên tiếp theo xuất hiện trên hàng công của U23 Việt Nam. Hà Đức Chinh có lẽ sẽ thay cho Quang Hải. Quang Hải đang rất đau. Anh không thể tiếp tục thi đấu. Không được. Một cú treo bóng của Lương Xuân Trường. Với một cầu thủ như Quang Hải thì rõ ràng là chúng ta không hề mong muốn một chấn thương nào xảy ra đối với tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. U23 Việt Nam lúc này vẫn đang tạm thời chơi với 10 người khi mà Quang Hải vẫn chưa thể vào được sân. Bóng đã đi hết đường biên dọc và lúc này Hà Đức Chinh sẽ là cầu thủ vào sân thay cho Quang Hải. Lúc này thì Hà Đức Chinh đã xuất hiện trên sân. Chúng ta sẽ cùng chờ những tin tức sau trận đấu về tình hình của Quang Hải. Anh vẫn đang phải nằm ở đường biên để các bác sĩ chăm sóc. Với việc Hà Đức Chinh vào sân thay cho Quang Hải thì Văn Quyết sẽ là người đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Lương Xuân Trường. Như vậy là chúng ta có thể thấy là Đức Huy đã bó vào trong. Đức Huy sẽ trở về vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc của mình. Vị trí đã đem lại rất nhiều thành công cho U23 Việt Nam cách đây 6 tháng. Duy Mạnh. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải một lần vào lưới nhà bóng. Như vậy là cả Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm đều để lọt lưới ở Cúp Tứ Hùng năm nay. Người duy nhất không lọt lưới lại là thủ môn số 3 Nguyễn Văn Hòa, môn dự bị của U23 Việt Nam. Những tấm băng rôn, những lá cờ nhỏ đã được các cổ động viên sử dụng ở trận đấu này, mặc dù chỉ là một trận đấu trong giải đấu giao hữu. Mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 sẽ là giải bóng đá AFF Suzuki Cup, giải vô địch Đông Nam Á, diễn ra vào cuối năm nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có 2 trận đấu thi đấu tại sân động Mỹ Đình, đó là trận đấu gặp đội tuyển Malaysia và trận đấu gặp đội tuyển Campuchia.
phút thứ 79 của trận đấu. Chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi. Những nỗ lực cuối cùng của U23 Việt Nam. Có rất đông cầu thủ phòng ngự ở áo đỏ. Bóng vừa trúng đầu Đình Trọng. Vẫn là cầu thủ Uzbekistan, Văn Quyết. U23 Uzbekistan rất khỏe. Trong năm gần đây thì bóng đá Việt Nam cũng đã có thể lực rất tiến bộ và không hề thua kém quá nhiều đối với các đội bóng ở châu Á. Phan Văn Đức. Không phải, đây là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đức Huy. Đường chuyền Phan Văn Đức. Cơ hội. Bao. Phan Văn Đức là người ghi bàn. Tiền đạo của câu lạc bộ Slovan đã có một pha xử lý tuyệt vời. Ông Ba Sò đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Một tình huống không chế bóng và dứt điểm tuyệt vời của Phan Văn Đức. Tiền đạo được vào sân thay người chơi thay cho Anh Đức. Phan Văn Đức vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam. Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng. Đường chuyền của Đức Huy. Chắc chắn là sau bàn thắng này ông Park sẽ suy nghĩ sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một đường chuyền như đặt vào chân của Phan Văn Đức. Không chế bóng quá đẳng cấp. Không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể xử lý được những pha bóng kiểu như này. Đỡ bóng bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải. Phan Văn Đức quá tinh tế. Một pha xử lý thực sự đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An. Quá đẹp. Một đều. Và trận đấu còn khoảng 10 phút nữa. Rất tuyệt vời Phan Văn Đức. Cơ hội, Hà Đức Chinh không được. Hà Đức Chinh vừa ngã người vô lê, tuy nhiên bóng đi không chính xác. U23 Việt Nam đang có được sự hưng phấn rất cao. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng tuyệt đẹp của U23 Việt Nam. Đức Huy bấm bóng quá nhạy cảm và Phan Văn Đức khống chế bằng chân trái, sau đó dứt điểm bằng chân phải. Có lẽ là một bàn thắng khá kỳ dị của tiền đạo Sô Long Nghệ An. Không nhiều người có thể xử lý được như Phan Văn Đức. Rất đẳng cấp. Một bàn thắng có lẽ là điểm 10 của Phan Văn Đức và sẽ ghi điểm rất nhiều trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo ở một vị trí trên hàng công U23 Việt Nam. Không có gì nguy hiểm. Phan Văn Đức. Xuân Trường. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Công Phượng. Công Phượng đang rất quyết tâm. Tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt. Trọng tài đã thổi phạt Công Phượng trong tình huống vừa rồi và cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thực sự đang rất khao khát thể hiện mình. Một trận đấu rất hay. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải xem lại rất nhiều lần bàn thắng của Phan Văn Đức. Mặc dù đường bóng và cú dứt điểm không thể so sánh với Đoàn Văn Hậu, tuy nhiên cách mà chúng ta phối hợp, cách mà Phan Văn Đức đưa bóng vào lưới thực sự là rất đẳng cấp. Tình huống Văn Hậu ghi bàn là một tình huống mà sự ngẫu hứng, cảm hứng của cầu thủ mang áo số 4 được thể hiện, thì bàn thắng của Phan Văn Đức là một bàn thắng thực sự đẳng cấp. Văn Quyết. Phan Văn Đức.
hay. Đây là Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức sút xa. Văn Thành, cầu thủ Uzbekistan đang rất nỗ lực. Phạm Văn Đức là cầu thủ tập trung muộn nhất cùng với U23 Việt Nam cách đây 6 tháng. Anh được ví như là một cái nghén còn rất mới, rất lạ. Tuy nhiên, Phạm Văn Đức đã chơi tuyệt hay trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á với một pha kiến tạo và một bàn thắng ở trận đấu tứ kết gặp U23 Iraq. Và từ đó đến nay, Phạm Văn Đức không ngừng tiến bộ. Bàn thắng vừa rồi của Phạm Văn Đức làm một lần nữa anh đã thể hiện đẳng cấp của mình, cầu thủ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Về lý thuyết, U23 Việt Nam đang chơi với sơ đồ không có một tiền đạo cắm thực thụ nào. Mới đây nhất thì Hà Đức Chinh đã có mặt. Duy Mạnh vừa va chạm với một cầu thủ Uzbekistan. Cách đây 6 tháng thì Duy Mạnh cũng đã từng có những cuộc đối đầu nảy lửa với các hậu vệ của Uzbekistan, những tiền đạo đối phương. Văn Quyết đánh đâu không được. Rõ ràng là hai đội đều muốn thắng. Các thủ Uzbekistan cũng đang thi đấu phải nói là rất quyết tâm. Về lý thuyết, đây là một trận đấu giữa đương kim vô địch U23 châu Á gặp đương kim á quân U23 châu Á. Đình Trọng, trận đấu vẫn còn khoảng hơn 5 phút nữa mới kết thúc. Nỗ lực của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh rất tốt, lỗi đi. Một quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Cầu thủ Uzbekistan là những cầu thủ trẻ và rất có máu ăn thua. Họ tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Việt Nam trong từng pha bóng. Đây là một pha đá phạt có thể dẫn đến bàn thắng cho U23 Việt Nam với người đứng trước bóng là Lương Xuân Trường. Chúng ta cùng chờ xem. Rất tiếc là lúc này Văn Hậu đã rời sân, cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Xuân Trường sẽ là người đứng trước bóng. Bên trong có Phan Văn Đức, Duy Mạnh. Một pha đá phạt có ý đồ, tuy nhiên thì Công Phượng lại không hiểu ý. Ý đồ của Xuân Trường là rất tốt, tuy nhiên Công Phượng đã không hiểu ý. Văn Quyết. U23 Việt Nam đang chơi với hơn 100% quyết tâm. Đang có những dấu hiệu bị cóng bên phía các hậu vệ của Uzbekistan. Sức ép rất lớn của U23 Việt Nam. Lỗi rồi. Một quả đá phạt cho U23 Việt Nam ngay lập tức thẻ vàng được rút ra dành cho Rustamov Oybek. Những hành vi không đẹp của cầu thủ màu số 15 Uzbekistan. Niềm vui của những cô gái khán giả U23 Việt Nam, những cô gái trước đây chưa từng biết đến bóng đá, tuy nhiên họ đã rất yêu bóng đá sau thành tích lịch sử của U23 Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi cú đá phạt này. Cú đá phạt có thể mang đến bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lương Xuân Trường, Văn Quyết sẽ là những người đứng trước bóng. Không được, phạt góc cho U23 Việt Nam. Không khí trên sân vận động Mỹ Đình lúc này là rất tuyệt vời.
khoảng 40.000 khán giả đã có mặt tại sân vào lúc này. Và ông Park chắc chắn không muốn một kết quả nào khác ngoài chiến thắng. Thời gian vẫn còn. Đánh đâu không được. Phạm lỗi. Các thủ Uzbekistan đang chơi xấu rất nhiều. Người vừa bị phạm lỗi là Trần Đình Trọng. Xuân Trường liên tục thực hiện những quả đá phạt. Thời gian vẫn còn và chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho U23 Việt Nam. Một bàn thắng nữa rồi. Xuân Trường. Đánh đâu? Không được. Công Phượng. Trọng tài vừa thổi phạt Công Phượng. Hy vọng là trận đấu sẽ có nhiều phút bù giờ để U23 Việt Nam tiếp tục với sức ép kinh khủng của mình vào lúc này. Họ đang làm các cầu thủ Uzbekistan bị cóng. Nhiều cầu thủ đã tỏ ra bị cóng và không giữ được cái đầu lạnh. Một trận đấu rất cảm xúc của U23 Việt Nam. Mặc dù đã để đối phương dẫn trước, tuy nhiên U23 Việt Nam bản lĩnh và đã ghi bàn. Cũng phải nói thêm khả năng thay người của ông Park là rất tuyệt vời. Duy Mạnh tiếp tục có những vấn đề với các tiền đạo đối phương. Duy Mạnh là một hậu vệ không ngán bất cứ một tiền đạo nào cả. Thần tượng của Duy Mạnh là Sergio Ramos, hậu vệ của Real Madrid. Những ánh mắt thể hiện sự yêu thương, tình yêu vô bờ bến của các cô gái dành cho các cầu thủ Việt Nam. Chắc chắn là họ đến sân là để cổ vũ và cháy hết mình với bóng đá Việt Nam rồi. Thể lực của chúng ta rất tốt. Bùi Tiến Dũng. Một pha tranh chấp hợp lệ của Bùi Tiến Dũng. Nụ cười chưa bao giờ tươi thế như thế trên khuôn mặt của cô gái này. Chỉ có bóng đá mới đem lại những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. Liên tiếp là những pha tranh chấp hợp lệ của Bùi Tiến Dũng. Trận đấu có 3 phút bù giờ và thời gian vẫn còn. Sẽ là một quả đá phạt cho cầu thủ Uzbekistan. Cầu thủ bên phía Uzbekistan có thể rất cao to, vẻ lo lắng của một cô bé. Rất tốt. Đức Huy vừa là người tranh chấp. Rất hay, lên bóng. Rất tiếc là Văn Quyết và Phan Văn Đức lại nhường bóng cho nhau. Rất đáng tiếc, một cơ hội phản công vừa trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo U23 Việt Nam. Những giây cuối cùng trận đấu. Có lẽ là cao thủ Uzbekistan đã hướng đến một trận hòa. Họ đang thay người chiến thuật nhằm kéo dài thời gian. Những giây cuối cùng của trận đấu và chắc chắn thời gian sẽ được cộng thêm với những tình huống thay người như này. Rất nguy hiểm. Văn Thanh vừa phá bóng. Công Phượng bị phạm lỗi.
Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Hơi đáng tiếc cho Việt Nam, tuy nhiên đối với một giải đấu giao hữu như này, kết quả hòa một đều có thể chấp nhận được. Người ghi bàn thắng cho Việt Nam là Phan Văn Đức, một bàn thắng vô cùng đẳng cấp của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với pha kiến tạo của Đức Huy. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi bình luận sau. Xin chào và hẹn gặp lại. U23 Cúp Vinaphone năm 2018 vừa kết thúc. Kính đề nghị khán giả nán lại ít phút để cùng tham dự lễ trao giải và chung vui cùng các cầu thủ của chúng ta.